Xin chào mọi người, mình là Trang, là mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Mình rất quan tâm đến phương pháp giáo dục, nuôi dạy và chăm sóc con cái. Hôm nay thì là sách ABK đã về làng, cho nên là mẹ con Sunny sẽ cùng mở sách nha. Rồi bây giờ bạn San ơi, chúng mình sẽ mở xem là sách của chúng mình có cái gì nha. Wow, sách to nhỉ. Thứ hai đây là ba set sách được xếp vào lần một khi mà mình đặt ở bên kia về. Đấy thì sau khi mà sách về đến Sài Gòn thì là bên đó họ sẽ liên hệ với mình và mình sẽ phải chuyển khoảng 100% trước cho họ cái phí cargo. Sau đó thì sách sẽ chuyển ra Hà Nội. Thì lúc đầu mà chuyển thì cứ nghĩ là kiểu không biết có bị lừa không, tại kiểu tự dưng có một số điện thoại bảo đấy, chị có phải là chị Trang không? Chị chuyển khoản 100% vào đây nhé. Mình cũng rất đơn giản, nghĩ là cứ chuyển đi, chuyển xong rồi mình nghĩ là không biết là có bị lừa không. Ôi cẩn thận không lại rách sách thì phí đấy. Thì nhưng mà sau đó thì cũng rất là nhanh thôi, thì hôm nay là hình như cũng chỉ có khoảng 3-4 ngày là sách ra Hà Nội rồi đó. Bây giờ đây là chưa có kinh nghiệm mở sách, không có bạn nào, nếu mà ai có kinh nghiệm mở sách thì có thể mình cũng là cái thông tin để mình tới thì mình khui đồ nó an toàn hơn. Dạ, rồi lại mở sách cho Sunny nhé. Mẹ không cần bóc được Sunny. Ồ, nhưng mà mẹ vẫn phải bóc ra con ạ, tại vì là đây là cái thùng mà để chúng mình đựng sách ấy. Nếu mà không bóc ra thì chúng mình không xem được. Đây, cái này đất Việt Cargo đây. Thì là chắc là những lần tới mà mua sách thì mình cũng sẽ vẫn nhờ thôi, tại vì nhà mình thì có người nhà ở bên Mỹ. Và mình sẽ ship sách trực tiếp về cái địa chỉ nhà người nhà mình. Sau đó thì là sẽ nhờ nhà mình chuyển qua đất Việt Cargo về đây. Ba cái thùng sách, ba cái tấm sách này của mình là hình như vẫn còn bị thiếu đấy. Nghe nói là nó sẽ mất đâu đó khoảng 1.308.000. Rồng chuyện ở trên gác ấy. Còn hay hơn cả chuyện ở trên gác luôn con ạ. Đây sẽ là sách mà mẹ con mình sẽ cùng học với nhau nhé. Sunny có nhớ hồi trước mình học mà học ABC xong rồi nghe video không? Không có nhớ không? Sunny có nhớ Miss Pinter không? Không nhớ rồi, quên rồi. Các bạn chỉ lại cho San xem nhớ ngay nhé. Đấy, thì trước khi mình bắt đầu mua sách, trước khi mình chờ đợi sách về đến đây thì mình đã cho bạn ấy San làm quen với cả các cô giáo của lớp ở trên cái trang web của Abeka Academy, thì là nó cũng có, nó có làm quen, thì bạn có thể cho vào cho các con là để làm quen với cô giáo trước khi mà bạn ấy nhận chương trình về. Con nhìn thấy không? Thì là hôm mà xem thử ấy thì nó cũng là một cách để mình đo lường xem là con có thích không. Thì San thì mình rất là thích, San cực kỳ thích luôn ấy. Và đấy là một tín hiệu rất không để mình đã không phải đi chọn chương trình khác cho con. Ok, mở sách. Wow, ok, mình xem thử. Mẹ đây. Alright, wow, đây là bộ sách thứ nhất. Mọi người nhìn thấy là có cả alphabet flashcard, Bible picture about something. Tí nữa nhé, đây con xem trước cho mẹ. Con xin chào, ok. Đó, đây nữa. Và sẽ có một cái là lesson DVD đây, đây là cái phần DVD streaming của mình. Đấy, nó còn thiếu một bộ nữa. Và họ sẽ gửi đến vào cuối tháng 11. Thì lúc đó thì là mình sẽ lại nhờ ship về tiếp. Mở nhá. Ok, mình cứ tưởng là mình sẽ làm rách hay không. Người ta mua gọc gói rất là cẩn thận để tránh trường hợp là nó mở ra và không biết cách mở. Thế là bóc một chữ ấy. Cái này không biết là có đóng gói ở bên đấy hay là do gì. Ok, chúng mình sẽ có mini alphabet flashcard. Yes, for Sunny. This one is a... Cái này là Bible memory picture card. Nó là cái... Nó cũng là kiểu dạng như flashcard nhưng mà để nhớ bài. Ok. Wow, cái này là có number cards.
number card này để nhớ số à? Ok, mình chưa xem. Uh-huh. Có little book one. Con có thích không hả Sam? Thích gì? Very good. Good girl. Đây là câu chuyện về tip này. Đây là câu chuyện này. Mẹ bóc để mẹ xem dần dần đã nhé. Wow, đây là sách của các con. A, B, C, 1, 2, 3 rất là to luôn. Wow, sách rất là to đấy. Rất phù hợp với các bạn nhỏ. Nhà mình thì không đăng. Nó có hai cái là khi mà các bạn học viết ý, nó sẽ có hai dạng học là học cursive, tức là viết những cái chữ có nét móc, hoặc là manuscript là viết chữ như là chữ in. Thì thật ra là mình ưu tiên cho bạn ấy viết chữ in trước. Có một số bạn thì ưu tiên viết là cursive trước. Nhiều nhà chọn cursive, còn mình thì mình chọn là manuscript. Với lý do là thứ nhất thì bạn ấy cần phải làm quen với cái loại chữ mà bạn ấy đọc ở trong sách. Cái thứ hai là viết các cái chữ mà manuscript thì rất là dễ. Mình không có nhu cầu cho bạn ấy phải làm quen với cursive ngay. Cursive là viết nét móc nữa thì nó là vận động tinh khá là nhiều. Do bạn sang nhà mình thì học K4 khá sớm. Cảm ơn con, mình nhớ rồi. Đấy, bạn học K4 sớm, cho nên là cái việc mà vận động tinh sớm thì mình cũng không quá ưu tiên. Đấy, mình sẽ suy nghĩ thêm sau một năm học K4 xem là cái việc học cursive nó có đã đến thời điểm chưa, thì có thể là sang năm sau K5 bạn ấy sẽ học sau. Còn bây giờ thì cầm nhẹ nhé, cẩn thận nhé. Đó, thì bây giờ thì bạn ấy cũng chưa cần lắm đâu. Đấy, vậy trong này là có 12 cái little book để read and color, để đọc và tô màu vào đây. Đấy, sẽ có cái phần viết tên vào trong này. Wow, đó. Khá là hay. Nhiều con lắm nhỉ. Ở xa này, chúng mình sẽ học dần dần nhá. Đây là quyển Readiness Skills K4. Đã mình mua nó là một bộ full enrollment, thì nó sẽ bao gồm cả sách và có phần theo dõi học tập. Tức là cuối năm mình sẽ gửi lại tất cả những cái phần bài tập và worksheet của bạn ấy để chuyển lại cho nhà trường. Ở nhà trường xem quản lý chất lượng học tập của các con. Thì sau xong cái đó thì bạn ấy sẽ được công nhận như học sinh của trường. It's time. Đó. Thì cái quyển này thì là về Bible này. Bạn học Bible thì cũng rất là hay, tại vì nó ảnh hưởng một phần rất là lớn đến cái văn hóa và cái tư tưởng của các nước phương Tây. Cái việc học Bible thì nó không nhất thiết phải là bạn ấy phải theo đạo, giống như việc là cho các con đi nghe kinh Phật hoặc là đi thiền, đi mấy cái khóa tu mấy ngày ấy. Không có nghĩa là mình cứ phải theo cái Phật giáo hoặc là theo một tôn giáo nào để mình học nó. Mà cái việc mình muốn bạn ấy học ở đây để bạn ấy thật sự hiểu là khi mình học ngôn ngữ là mình học văn hóa. Tất nhiên nó không phải là cách duy nhất, nhưng mình muốn thêm những cái phương án để bạn ấy có thể hiểu hơn về văn hóa của nước Anh và những cái nước nói tiếng Anh. Đó là mình cho bạn học Bible. Trong này nó có rất nhiều hướng dẫn. Qua qua đây con lấy hết đấy. Cái này là sách. Đây là sách video manual này. Đây sẽ là quyển mà bố mẹ sẽ dùng này, nếu mình không nhầm. Đây là video manual cho việc học. Là bạn học cái gì trong từng môn học một. Bây giờ mẹ không nói chuyện với cả các cô chú ở trong camera nhé. Mẹ nói chuyện với Sam nhé. Đây là quyển con sẽ học để tập viết này. Các con thích không? Con thích ạ. Cái gì đó? Ui, gia đình nhà bạn gì đây nhỉ? À, bạn cáo à? Cáo. Nhiều nhỉ? Bây giờ mẹ bảo Sam nhé, là chúng mình sẽ cất lại một cái gọn gàng nhé. Nếu không thì là sẽ bị mất hết sách đấy. Bởi vì mình có thể bị lẫn mà. Ở trong này thì nếu mình nhớ không nhầm thì tất cả các video thì nó phải có một cái phần hướng dẫn chứ nhỉ? Cái phần return đây, hướng dẫn đây. Không cắt đúng không? Thì con chỉ lấy một thứ thôi, bây giờ mình đọc hết làm sao rồi mình đọc từ từ nhá. Đọc từ thứ một thôi, mẹ cắt mình đi trước. Mẹ cho con đọc cái này. Con muốn đọc cái gì? Cái này á? Đây con đọc cái quyển này nhỏ đấy đi, mẹ thấy quyển
hợp. Đấy, mình sẽ theo thứ tự 5, 6, 7 đó. 7. Cô đọc đi. Đây. Thế á, để con nào hết à? Ôi, chắc là sẽ phải dỗ dành một lúc để có thể cất hết tất cả sách sách đi. Đây, vậy đấy là phần mình đã khui cái... Đây. Sorry, đâu? Tom. Hey, tôi là Tom. Oh, and the kite. The kite. You remember the kite? Đấy là phần mình đã khui sách ABK từ Mỹ về Việt Nam. Sắp tới thì trong quá trình mà dạy học cũng như là con nhóm lớp thì mình cũng có thể sẽ chia sẻ thêm với mọi người. Đó, mọi người hãy theo dõi video và nhớ subscribe và like kênh của mẹ lười để có thể nhận được nhiều các thông tin liên quan đến homeschool hơn nhé. Bye bye.